Xin kính chào thầy cô và các bạn. Trong quá trình sử dụng phần mềm Zoom thì cũng có một số thầy cô cũng chưa hiểu được rõ giữa là hot và co-host thì có vai trò như thế nào. Và có một số người thì khi vào bật cái phần mềm Zoom lên mà muốn cấp hot hoặc co-host cho người khác thì lại không có chức năng co-host. Vậy làm thế nào để có thể bật được những cái chức năng đó lên? Ngày hôm nay thì Phương sẽ hướng dẫn mọi người để hiểu rõ hơn cái này. Và có hiểu hơn cái này thì chúng ta mới tổ chức điều hành cuộc họp một cách hiệu quả. Ok, ví dụ như là khi chúng ta có một cái cuộc họp và nếu như các thầy cô muốn có một số người giống như là ban tổ chức được phép là tự bật tắt micro của bản thân mình và đồng thời là có thể có quyền bật tắt micro của những người khác, có thể mời những người khác, duyệt những người khác vào trong phòng học, thì chúng ta cần phải cấp cho họ cái quyền gọi là quyền co-host. Vậy thì để cấp cho ai đó một quyền gọi là co-host thì chúng ta chỉ cần dơ chuột, chúng ta đầu tiên là bấm vào chỗ participle để nó hiển thị cái này, danh sách. Sau đó chúng ta giơ chuột lên tên của người đó có chữ more và mình sẽ chọn vào make co-host. Vậy thì cái người nào mà mình được chọn là make co-host thì người đó sẽ có một cái biểu tượng là co-host ở bên cạnh. Co-host ở bên cạnh này. Vậy thì co-host thì có vai trò như thế nào? Ví dụ như là nếu có thể cô để bạn một người trong ban tổ chức. Đấy. Thông thường thì khi tổ chức cuộc họp những ai trong ban tổ chức ta có thể nên để họ là bờ tờ cờ đằng trước để mình dễ phân biệt. Thì trong cái cuộc họp thì có thể là chúng ta mọi người có thể tất cả đều bật micro lên, nó rất ồn đúng không? Chúng ta có thể bấm vào đây và bấm bỏ cái tích này đi để có thể tắt tiếng mọi người và mọi người không thể tự bật micro được. Thì chỉ những ai họ là co-host thì mới tự được bật được micro của người mình thôi. Ví dụ như bạn Hà Nga này không phải là co-host thì khi chúng ta tắt micro như này, bạn ấy sẽ không thể tự bật micro được. Còn những bạn nào mà được make co-host như này, thì người này có thể tự bật micro của mình lên mà không cần phải nhờ người khác cho phép nữa. Người ta có thể bật micro lên ví dụ như này. Đấy là họ có thể bật được micro của mình lên hoặc là họ Họ thể có thể bật được camera của mình lên. Thì đấy đấy là là cái chức chính năng là co-host như này. Và đồng thời co-host người còn có một vai trò nữa ở trong lớp học, đó là nếu như mà chúng ta có phòng chờ hoặc nếu chúng ta sử dụng phòng webinar 3.000 người chẳng hạn, thì nếu chúng ta là người tổ chức cuộc họp này thì đôi lúc là nếu chúng ta muốn mời ai đó đang ở trong cái phòng attendee này hoặc là đang ở phòng chờ mình muốn duyệt vào thì chính bản thân mình phải duyệt. Nhưng nếu như chúng ta cấp ai đó quyền co-host thì người đó có thể giúp mình việc là duyệt những người ở trong phòng chờ và trong phòng học, hoặc là có thể là duyệt những người ở trong cái attendee là người dự thính này vào bên trong phòng phòng họp chính của webinar. Vậy thì những người là co-host thì người ta dơ chuột vào đây, người ta có quyền chuyển một người từ phòng học dự thính sang phòng học là phòng dành cho những người tham dự. Thì đây là một trong những cái tính năng của co-host. Như vậy thì đặc biệt là khi các thầy cô sử dụng cái phòng học webinar thì tất cả những người trong ban tổ chức thì chúng ta nên để họ là co-host để họ có thể tự bật micro của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi trong phòng học mà nó đã đến hàng vài nghìn người thì có thể là các chức năng micro các thứ chúng ta bật mic cho người khác nó sẽ bị đơ và rất khó để bật mic cho những mọi người. Vậy thì tốt nhất là chúng ta cấp cho họ co-host để họ tự bật mic. Thế thì còn nếu như mà khi mà chúng ta vào đây mà chúng ta không thấy chữ mic co-host này, đấy, không có cái chỗ chức năng mic co-host này, thì làm thế nào để chúng ta có thể nó có được cái chức năng make cohort đúng không ạ? Make cohort thì chúng ta cần phải làm là bật cái chức năng make cohort lên. Được chưa? Còn nếu như các thầy cô mà muốn giao toàn quyền quản lý cái phòng học này cho một người nào đó để mình có thể đi ra ngoài thì mình có thể chuyển họ thành là host. Ví dụ như mình muốn chuyển cho bạn bạn này làm quyền host chẳng hạn thì mình bấm vào họ là make host. Vậy thì khi mình đã giao quyền cho ai đó làm host thì người đó thay mình có thể cấp co-host cho những người khác. Đấy. Và khi mà mình đã cấp host cho một người rồi thì khi mình bấm rời khỏi phòng học thì phòng học đó vẫn hoạt bình thường và không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu như mình đang để là host mà mình tắt một phòng thì có thể là tất cả phòng nó sẽ bị out ra đúng không? Và khi chúng ta đã nhỡ nhỡ tay giao nhầm quyền host cho một người nào đó thì có thể lấy về bằng cách là bấm vào reclaim host thì lập tức là mình lại lấy lại quyền host của mình. Có một số người là giao quyền hot cho ai đó rồi đúng không, và cứ kêu than là trời ơi hãy trả lại quyền hot cho tôi đi và họ không trả lại, cứ đứng đấy kêu đúng không. Thì nhớ là gì, khi chúng ta lỡ
ra hot cho ai, make hot cho người nào đó, và muốn lấy lại thì hãy nhìn xuống bên dưới này, chọn reclaim host. Ok, vậy phần cuối của video này thì Phương hướng dẫn mọi người cách để có thể, nếu như chẳng hạn là trong máy của mình nó không có cái tính năng make call hot này thì làm thế nào để bật nó lên nha. Thì chúng ta trước hết là chúng ta tắt cái phòng phòng học đi, và sau đó thì chúng ta mở cái phần này ra, chúng ta mở vào đây và mở vào My Profile nha. Nhớ là gì, nói lại là muốn bật chức năng call hot lên thì đầu tiên mở phần mềm Zoom lên, bấm vào đây, bấm vào biểu tượng người của mình ở đây và chọn là My Profile. Nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập lại, thì các thầy cô là có thể là nếu dùng dùng tài khoản mail đăng ký thì nhớ bấm vào chỗ này nhé, đừng bấm vào bên trên, bấm vào đây và chọn vào cái tài khoản mà mình sử dụng Zoom á, mình bấm vào nó. Ở bên trong này thì mình vào cái mục là mục setting, bấm vào setting, và trong mục setting thì chúng ta sẽ tìm đến chỗ câu hot, và nếu tìm này nó lâu ấy thì chúng ta có thể bấm phím Ctrl F để nó ra cái ô gõ nhé, Ctrl F gõ cái này và gọi là câu host, câu gạch ngang host. Đây, chúng ta bấm vào đó thì nó sẽ ra một số cái về về câu host như này, được chưa? À, chúng ta bấm Enter đến khi nào nó ra một cái chỗ là câu host như này. Đấy, câu host, hoặc nếu như ai dùng tiếng Việt thì nó gọi là đồng chủ trì, gọi chữ chủ trì nó cũng ra cái chỗ này đúng không? Thì nếu bình thường có thầy cô mà nó đang như này, nó đang tắt này, thì khi chúng ta mở cuộc họp là nó sẽ không có chức năng make câu hot. À, ví dụ nha, nếu như chúng ta vừa tắt nó đi thì khi nó vào bên cạnh này chúng ta không nhìn thấy make câu hot nữa, chỉ có make hot thôi đúng không? Như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải bật cái tính năng này lên. Thì nhớ là vào trong cái phần cài đặt đấy, chúng ta nhớ bật cái chức năng câu hot này lên, và sau khi bật xong rồi thì chúng ta đóng nó lại, đóng luôn cái phòng học nó lại, và khi chúng ta mở lại thì lúc đấy nó sẽ có chức năng make câu hot như ban đầu chúng ta vừa vừa nhìn. Ok, vậy là trong video này thì tin rằng mọi người đã hiểu rõ hơn về hot và câu hot, và nếu như không có chức năng câu hot thì chúng ta phải làm như nào để bật lên. Ok, và nếu thì cô thấy video này hữu ích thì nhớ hãy bấm nút like, bấm đăng ký kênh, bấm nút hình quả chuông để mỗi lần thầy Phương ra video mới thì các thầy cô sẽ là người đầu tiên nhận được. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.